Thì sẽ không có câu chuyện ngôn tình này đâu. Tướng quân sân đôi cùng với nàng giai nhân, chả ai cũng đã biết họ yêu thương nhau tới chết. Chỉ nguyện quay lưng với thế gian để được nên nhân duyên với nàng, tiếp cho mối tình đẹp một thời dở dàng. Xưa cảm giác được ôm và nghe nhạc với người em thầm mơ sẽ không có đâu, mình muốn yêu em rất lâu, là muốn em quấn ta sát bên mình. Tay chạm tay, môi chạm môi phẳng tay, môi chạm môi phần dưới ta chạm vào nhau. Hơi thở trong từng điều nhạc, anh ơi xin hãy cứ làm em đau.